Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Đầu tuần vui vẻ. Thì trước khi vào câu chuyện hôm nay thì à, Tân xin phép bia sản phẩm của Tân. À, đây là hộp nhang trầm. Thì trên tay Tân là nhang trầm nam. À, đó, đây là những thiết kế. Thì ai có nhu cầu hãy vào cái fanpage Tân Lê Horror Gip hoặc là các fanpage chính Đinh Lăng Food and Horror thì sẽ có người tư vấn cho các bạn ha, thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất đặc biệt, à, tân dành tặng cho một người khách mua hàng mà tân không bán. Ừ. đi mua nhang của tân mà tân không bán. cái lý do là vì à, đây là một bạn nữ, à, tân có nhìn sơ qua cái à, cái hồ sơ bạn trên facebook thì bạn khá là dễ thương, à, đang là học sinh năm nhất à, của trường đại học à, mà bạn đang theo đuổi đó thì bạn vô bạn nhắn bạn đòi mua một số lượng nhang mà nó đến mức gọi là kinh khủng à, thì à, tân mới thắc mắc tân, lúc đầu tân nghĩ rằng là mua là mua sĩ để mà về kinh doanh thì mình định hướng cho à thì không ngờ là bạn mua về để mà bạn à, đốt à, để cầu chư thần ở khắp nơi đem người yêu đã bỏ bạn à, về với bạn thì à, anh biết đây là hành động bồng bột của em anh bán thì anh có nhiều tiền lắm á. nhưng mà thôi anh không bán mà anh dành cái câu chuyện hôm nay để anh chia sẻ cho em mong em bình tĩnh lại thật ra người ta đã đi rồi là người ta đã không còn duyên với mình nữa ta biết là đau đớn lắm nhưng mà mình hãy cố gắng dùng cái thời gian để mà mình nguôi ngoai mình quên đi cái chuyện buồn đó thì thay vì cái số tiền mà mình đi mua nhang của anh để đốt cầu chư thần đó thì em nên mời bạn bè, gia đình đi du lịch để mà mình có thể nhanh chóng quên đi cái nỗi buồn đó người ta thương mình thì người ta ở bên mình người ta đã không thương mình thì người ta không bao giờ người ta tới thì có chia sẻ nói chuyện thì biết được cái tình cảm của hai em là cũng rất là mặn nồng nhưng mà đến cái giai đoạn này là giai đoạn cái người đàn ông đó cái người bạn trai đó không có còn muốn ở bên em nữa và người ta tránh mặt người ta đi thì đã đi rồi cho đi luôn à đâu phải cái người mình nắm tay ở lúc xuất phát là sẽ về cùng mình ở cuối con đường đâu đường đời nó còn dài lắm em mới là học năm nhất thôi em chưa ra trường trời em ra trường em vô công ty em làm em thấy nhiều anh rất đẹp trai nhiều anh tốt hơn cái người đàn ông vô trách nhiệm nó tại vì người đó bằng tuổi em thì người ta chưa đủ chính chắn để mà người ta bảo vệ em đâu ha thì anh kể câu chuyện hôm nay để em thấy được rằng là trên đời này có những mối tình nó quan trái lắm mà nó dẫn đến tâm linh nó còn ghê hơn câu chuyện của em nữa em là chỉ không hợp người ta đi thôi câu chuyện này là của một bạn nam mà bạn nam này là cũng chặt chạc cỡ tuổi anh rồi mà nhỏ tuổi hơn anh thì bạn chia sẻ câu chuyện của bạn là cái ngày đó đó là còn ba ngày nữa là đám cưới là bạn sẽ lên xe hoa lấy một cái người vợ và nói rằng là rất là dễ thương thì thời khắc đó bạn mới mời vợ và gia đình bên vợ ba ngày nữa là đám cưới mà mời ba mẹ là một số người thân quan trọng trong lòng vợ và trong lòng của bạn khi mà bạn về nhà vợ suốt cái thời gian tìm hiểu đó là đi lên Sài Gòn để ở nhà bạn bạn vẫn đi chơi với cái cảm giác à, quay quần bên nhà vợ à, kiểu giống như là trong tương lai là à, mình lấy con của người ta thì mình muốn là đối đãi với ba mẹ người ta à, tử tế trước cái ngày đó và sau này cũng vậy nhưng mà do sau này là cái đường xá nó xa xôi cái chuyện báo hiếu bên nhà vợ nó cũng khó cho nên là cái lúc đó là đang là cái lúc mà 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 được thì mời lên và những người thân trong gia đình bên vợ để ở động viên cổ khi mà về nhà chồng đó, thì à, vợ anh này vợ tương lai của anh này với lại gia đình bên vợ lên ngủ chung thì trên nhà của anh lúc đó là cũng có ba mẹ ruột ảnh nữa à, xui gia ngồi nói chuyện chơi vui với nhau mà à, trước đó ba ngày thì cái đêm đó ngủ lại à, đêm đó ngủ lại ở trong nhà của anh thì trời mưa tầm tã rất là lớn chiều hôm đó mọi người ngủ sắp lớp tại nhà thật sự cũng không phải là nhà à, to bự gì chỉ là một cái căn nhà bình thường ảnh dành dụm ảnh mua được ở trên sài gòn mình thôi trong hẻm thôi cho nên là ba mẹ thì ngủ chung với ảnh ở trên trên uh, lầu ở dưới thì nó rộng hơn dọn gọn lại gia đình bên vợ nằm ngủ à, sáng thì cùng nhau đi ăn rồi này kia thì cái khoảng khắc đêm hôm đó, đó ngủ đó, thì do cái nhà nó cũng tương đối là nó nóng À, bạn biết rồi ở ngoài trời mưa gió lồng lộng thì ở trong nhà sẽ bị hầm mà hồi xưa thì đâu có máy quạt mà phun nhà đâu ở à, máy lạnh phun nhà đâu chỉ có máy quạt thôi à, mà thổi máy quạt thì nó rất là khó chịu nó lại người ta dưới quê ta ngủ thoáng ta quen rồi thì à, ba vợ ảnh mới mở cửa sổ hé hé cho gió mưa nó thoảng vô thơm mùi đất mùi cây cỏ ta dễ ngủ thì mở cửa ra thì đêm hôm đó là tất cả nhà bên vợ thấy một cái dông nữ cái dông nữ này vô ngồi ngay dưới chân của vợ tương lai ảnh đó. và cái dông này nó mới nói rằng là mày lấy chồng tao mày trả lại chồng tao mà mày lấy á, là tao lấy mạng cả gia đình mày thì bạn biết á, thường mà dông mới nói là nói trong giấc mơ nó nói cho ai người đó nghe còn đây là một cái dông nữ ngồi nói mà tất cả gia đình bên vợ với vợ tương lai đều nghe. Thì vợ tương lai của anh này bị hoảng. Giật mình hoảng. Thì trong đêm kêu ảnh xuống với lại ba mẹ xuống luôn. Khi xuống thì mới nghe vợ nói là hồi nãy trong nhà có một cái dông nữ. Mà lúc là đi xuống là thấy rõ ràng bên tường á. Là có cái 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 vết nước Một cái người dựa vô tường Và ở dưới là có dấu chân dính bùng Đi vô không thấy đi ra thì ảnh mới hỏi rằng là người đó nói gì với em thì gia đình ai cũng kể hết là nói rằng là cái dông này nó nói là nếu như mà đám cưới là lấy hết mạng gia đình mà lấy mạng của của, của, của vợ tương lai ảnh luôn thì ảnh mới tức à, anh này anh tức ảnh nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện nó quá kỳ cục tại vì nhà này nào giờ ở không có ma mà sớm này cũng không ai chết mà ảnh thì lại không có bậy bạ với ai à thì lúc đó đó là nó thôi bây giờ gia đình mình ngủ đi hôm sau con chạy đi mời thầy thì anh này có quen với thầy pháp cái nhà của anh này là xây ba lần rồi và cả ba lần xây là đều giúp anh này phát tài là nhờ cái người thầy pháp coi phong thủy hướng ảnh mua căn nhà phù hợp với mình rồi xây lần một xây lần hai xây lần ba là xây lần cuối cùng đó là cái người thầy này cũng giúp hết à, để mà anh này anh, anh anh phát triển thì đúng là phát triển thiệt tình duyên lại vận khí đồ này nọ rất là tốt thì hôm sau mới chạy qua đón thầy về thì khi người thầy bước vô thì ông nói rằng là cái âm khí nó nặng lắm nhưng mà thầy nói con nghe cái chuyện này nó hơi lạ tại vì cái nhà của anh này á là ảnh không có thờ bất cứ ai có nghĩa là anh không có bàn thờ ông thần tài ông địa anh cũng không có thờ ông bà anh cũng không có chỉ là một căn nhà để ở thôi cho nên cái người thầy này á, à, cũng hiểu là tại vì như vậy ngày xưa chưa có vợ thì đàn ông ở một mình nấu ăn thì cũng không nấu nhiều chỉ là nấu mì gói hoặc là ra đường ăn đa số anh này bôn ba bên ngoài khi về là chỉ có ngủ thôi mà làm ăn mà ông từng tại ông địa để nó nơi làm ăn thì nó thuận hơn là để trong nhà đó là đối với tư tưởng của anh này và khi xây căn nhà lên thì tất nhiên anh không thờ ai hết thì đâu có thần mà giữ cửa thì cái người thầy này mới đã chôn hai cái lá phù ngay trước cửa hai cái lá phù này không phải là dông mà là, là tiểu thần là xua đuổi tà ma nhưng mà lại cho dông người nhà đi vô ảnh ví dụ giống như là ông bà cha mẹ về để mà báo mộng hay là ông bà cha mẹ thuộc hệ quyết thống người thân của mình đó những cái sợi dây liên kết thân tình thì cái dông mà nó biết nó sẽ cho cái 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 vị tiểu thần nó biết và cho những cái dông này vô nhà là dông người thân thì thầy nó nói là để cái dông hồn nữ này vô mà được cỡ đó đó thì một là cái người này là phải giết hai tiểu thần trước cửa nhưng mà rõ ràng hai tiểu thần vẫn còn vậy thì cái người này phải thân với con và có thể có sợi dây thân tình với con cái người nữ đó đó thì người ta mới cho vô à vậy là con đã phải có nên duyên với ai rồi chứ không thể nào mà 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 một cái người nữ mà đã chết mà đi vô gặp vợ tương lai của con là con đã có sợi dây hồng với lại người vợ rồi thì không thể nào một cái hồn ma mãi vô dám nói câu đó được trừ khi đúng nghĩa là con đã từng nên duyên với ai rồi và người này vẫn còn cái duyên nợ với con mà người đó chết thì mới vô trong nhà nói chuyện kiểu đó thì khi cái người thầy này nói là hầu như gia đình bên vợ và ba mẹ anh đều nghe thì chính vì vậy anh phải buộc anh suy nghĩ anh suy nghĩ một chút xíu anh mới quay qua anh nhìn ba mẹ anh ba mẹ mới nói rằng thôi nói đi con à, nói ra thì thì cũng ngờ ngợ rồi đó nhưng mà thôi nói đi tại vì thứ nhất cái chuyện này nó cũng uh, bi thương thứ hai nữa là khi mà con uh, quen với uh, gia đình bên Su gia đây thì con chắc con chưa kể thôi bây giờ sẵn dịp con nói luôn đi để cho thầy giúp thì anh mới nói rằng là cái hồi ảnh 18 tuổi đó À, anh trúng tuyển vô trong đại học năm nhất á, Thì lúc đó anh có một cái mối tình ở dưới quê Và cái mối tình này là mối tình học trò Rất là đẹp Thì ảnh quen với cô này á, là từ hồi nhỏ đến lớn lận Nhưng mà lúc nhỏ đến lớn á, là do nhà của anh này nằm ở mé sông Ở bên kia á, là rất là hoang vắng Hầu như là những cái cồn mà đứt mềm Là toàn những cây dừa nước không Không có ai ở còn nhà của cái cô mà ngày xưa ảnh quen á Thì lại ở cái khu Nói chung là hai bên đều có nhà ở à Cho nên cái khu đó là rất là sầm uất à, Thì ba của cô đó Thì rất là thường xuyên đi thuyền Chở cô đó và qua cho anh này đi nhờ cùng nhau đi học Là họ ở chung một vùng với nhau Nhưng mà lúc đó thì ảnh còn nhỏ Ảnh không để ý mà cổ cũng không để ý Nhưng đến khi mà trổ mã là cuối năm lớp 11 thường là cuối năm lớp 11 là nam nữ là chỗ mã nhìn dễ thương lắm. À, thời kỳ mà gọi là người ta gọi là xuân sắc đó. Thì ảnh chỗ mã trước. Thì ba của cái cô à, ngày xưa đó thì mới nói câu là y thằng này bữa nay nó chỗ mã nhìn đẹp trai quá ha. Thì chính vì vậy mà con gái ổng mới để ý anh này. À thì để ý thì mỗi sáng đi học đó, nó gói theo gói sôi. nó đưa ảnh thì cả hai mới thương nhau mới đến với nhau mà hai bên gia đình cũng không cản hai bên gia đình thuận lòng đấy nhiên là họ biết nhau nhỏ lớn rồi ta qua đưa con mình đi học mà từ nhỏ mà thì cũng như người nhà rồi và hai bên tác hợp cho nhau thì khi mà vừa tốt nghiệp 12 mà cả hai đều đậu vô trường đại học thì lên sài gòn học đó thì gia đình có làm một cái lễ ta gọi là lễ nói để hai bên gia đình có cái câu có lời chào lời nói với nhau là hứa hẹn là trong tương lai gả hai đứa này với, với là thành vợ thành chồng thì cùng nhau lên sài gòn mà đỡ đần nhau để mà vừa học vừa làm đó thì cái thời khắc đó đó là anh này ảnh rất là thương cái cô này cô này cũng thương ảnh này như thành vợ thành chồng rồi tại vì dưới quê mà hai gia đình giáp đá cà nói chuyện rồi là coi như xong coi như xong ứng định rồi mà cả hai thương nhau nữa thì mười mươi đó. thì hôm sau đó hôm sau thì gia đình hai bên chưa cái là trước khi lên Sài Gòn gia đình hai bên vô nói chuyện mấy lần thì có nói rằng thôi hai đứa lên chảnh thì gia đình không giàu có gì mà cho ít tiền để thuê nhà ở chung đi thì nghe là cả hai con bề ngoài thì thôi cái cô kia thì thôi thôi anh này cũng thôi thôi mà trong lòng khoái lắm khoái mà ở ở chung với nhau mà gia đình cho phép ở chung thì miệng thì thôi nhưng mà hai bên lại rất là thích cho nên ngày hôm đó cảm giác của ảnh giống như là vợ chồng với nhau rồi và cổ cũng vậy Hả? miệng cổ thì thôi nhưng mà cổ hay qua lúc mà gần đi có qua nhà cổ kêu là nhớ mang thêm cái này cái kia cho em ảnh mới nói ủa nãy nói thôi mà sau giờ kêu mang thêm khăn thêm đồ cả cổ cười cả hai mới đạp xe ra chợ để mà mua một chút đồ đem lên chởn đó là cái cớ thôi thì họ có cảm giác vợ chồng với nhau rồi họ cùng đi sắm để xây dựng tổ ấm đó các bạn khi các anh này còn trẻ và cái cô này cũng vậy nhưng mà ông trời ông tạo cái từ trêu ngươi khi mà cái ngày hôm đó như vậy xong xuôi hết trơn thì gia đình hai bên qua nhậu với nhau ba của cô này nhậu với gia đình của bên anh này và nhậu quá cần câu mà ba cô này không có một cái tính khi nhậu vô là lè nhè và không có kiểm soát được mình và Đức thường xuyên về để kiếm chuyện với mẹ của cô này. Kiểu giống như là bắt đi ra nấu cháo, bắt đi ra bới cơm. Rồi muốn nó là hai vợ chồng ngủ chung, quậy phá vậy đó. Thì bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm này, là sớm diện ai cũng biết. Mỗi lần ông nhậu quá cần câu về là cãi lộn. Mặc dù là không có lúc nào, không phải lúc nào ông cũng nhậu vậy. Chỉ có khi nào vui thôi. Nhưng mà người ta quen rồi à khi nào ông vui ông quậy là về có cãi lộn là bà, bà mẹ của cái cô này sẽ cự lại thì thường đi qua nhà bà gì tránh người ta cũng lớn tuổi rồi người ta cũng không có muốn uh, lè nhà phiền phức cái chuyện vợ chồng thì chỉ là bình thường nhưng mà lúc ổng tỉnh đi à, lúc xỉn thì mà cái, 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 cái mẹ cô này không thích không muốn thì cái ngày đó ông quắc cần câu ông về ông lè nhè hai vợ chồng mới cãi nhau cãi nhau thì mẹ cô này mới bỏ qua nhà bà gì thì ông này ông ngủ nửa đêm ổng không có bình tĩnh à, ổng ổng không bình tĩnh và ổng bị gọi là ổng bị loạn truận trong đêm mà, ổng lè nhẹ ổng đi tìm vợ thì ổng vô trong buồn của con gái ruột là cái cô này, ổng làm chuyện tồi bại với con ruột của mình, mà cô này thì con gái mới lớn nè, ta ngủ ngủ say đến khi mà cổ thấy kỳ kỳ cổ phát hiện là mọi chuyện nó gần như đã xong của dùng dãy của tung ra thì của la um sùm lên thì ông này mới tỉnh ông mới biết là đó là con gái ruột mình cũng rượu chè mà ra thì cái giây phút đó là ông ngồi ông bần thần mà cô này đó là kiểu như cô khóc của chịu cũng được cô khóc đó ông, ông bần thần ông mới đi ra ngoài cái cây xoài ông thấy nhục quá ông ra ngoài cây xoài ông thắt cổ ông chết thì cô này chắc chứng kiến chắc là chứng kiến ba mình như vậy đó rồi mình bị như vậy nữa à, mà tuổi thì mới lớn chưa có kinh nghiệm á thì cổ mới lấy cái dao của đâm vô người cổ hai nhát thì cổ té xuống cái bờ sông đó cổ mất cổ chết sáng hôm sau bà vợ á, là bà mẹ của cô này về á, mới thấy chuyện trong gia đình thì mới tá quả la lên thì chờm sớm qua anh này mới được sớm diện bên kia qua báo là ba mẹ với anh này với gia đình dòng họ qua coi, qua liền nhưng mà chuyện nó đã thành tai ương rồi, à, chuyện nó thành tai ương rồi và người ta vô người ta khám nghiệm rồi người ta coi đó thì người ta thấy có những cái vết tích của cái chuyện mà cưỡng bức thì người ta mới mới mới, mới suy ra là do đêm hôm đó với sự việc là có thể ông này ông xỉn ông lỡ với con gái ruột ông. Rồi ổng mới quẩn quá thì ổng mới ra ổng thắt cổ. Còn con gái ruột ổng thì đau đớn quá mà vậy thì. Còn mẹ của cái cô đó là điên. Cứ nói là tại mình. Trời ơi tại mình phải đi mình đừng bỏ nhà mình đi tại mình. Để bạn thấy. Có những sự việc. Ông bà mình ngày xưa nói là đi đêm có ngày gặp ma. Nhiều khi 10 năm 20 năm nhậu nhẹt không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà đúng cái thời khắc đó nó trổ. Là có quả liền. À, một cái thói quen xấu nhiều khi cả đời nó không có chuyện gì hết là gây phiền cho người khác thôi nhưng mà nếu mình cứ lặp đi lặp lại cái thói quen xấu đó hoài thì một ngày đó, mình sẽ gây họa cho nên phải thay đổi cái chuyện đó đi bỏ nhậu nhẹt đi từ nói thiệt đó thì rõ ràng thì bà này phải điên thì anh này anh không có chấp nhận được cái sự thật không có đau quá chấp nhận không được thì khi mà dớt xác cô này lên đến lúc mà chôn á là anh này anh không qua anh không có qua luôn anh không có qua thăm anh không gặp lại luôn từ đó và anh mới nói gia đình ảnh đó là con đau quá con chịu không nổi con không dám gặp lại gia đình bên đó tại sao mà bao nhiêu cái cái cái, cái chia tay bao nhiêu cái khổ nó không đến như người ta mà con bị mất cái người vợ tương lai mất một cái mối tình đẹp như vậy bởi cái chuyện nó quá kinh khủng là anh, anh tự anh tự hỏi gia đình tự hỏi bản thân gia đình cũng im thì chuyện nó đau đớn quá thì lúc đó là một cái người cậu tư trong nhà mới nói ảnh là thôi cái chuyện này chắc chắn là sẽ không bao giờ con quên thì thôi bây giờ con lên trên sài gòn con tiếp tục việc học con học con đậu cũng được con không đậu cũng được miễn là con xa cái vùng này một thời gian là con sẽ quên nhất thứ hai nữa là hãy biến những cái nỗi buồn mình á thành cái hành động để mà mình có cái động lực mình tiến thân trong cuộc sống tại vì nếu như mà mình cứ sống với cái cuộc sống mà nó khó khăn hoài thì cộng với cái nỗi buồn đau đớn đó thì mình không bao giờ mình tiến thân được mình cố gắng mình dùng cái nỗi buồn để làm cái động lực để mình phát triển bản thân mình thì ảnh mới phát triển anh lên Sài Gòn và từ đó anh không về cho đến khi mà cái nhà ảnh là mé bờ sông nó bị sụp là do sông nó sạt lở đó bị sụp và một số người trong dòng họ ảnh nó trên cái, cái 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 dòng sông đó người ta phải bỏ nhà người ta đi đi vô cái nơi mà đất nó cứng cáp chút đó, thì lúc đó ảnh mới về ảnh về là vì nhìn cảnh mà nhớ chuyện xưa ảnh không dám về anh cũng chưa từng một lần thắp nhang cho cô này luôn à anh cũng không bao giờ anh hỏi tới luôn Là cái vết thương nó nó lớn mà không dám hỏi tới ảnh mới khi mà nhà qua cái khu khác nơi khác xa nơi này thật là xa ảnh mới về và từ đó bắt đầu nó nguôi ngoai ảnh làm ăn thì cũng càng ngày bắt đầu càng được thì mới mua được căn nhà ở sài gòn rồi căn nhà nó xây lần một lần hai lần ba rồi cái cuộc sống những mối quan hệ mới con người mới công việc mới ảnh mới quen cái người vợ bây giờ <laughs> thì quen người vợ bây giờ ảnh đâu có dám kể trong quá khứ nó tại vì nó vẫn còn là cái gì đó ám ảnh ảnh không kể nhưng mà từ xưa đến giờ cô này không có trở về không có về trong giấc mơ không báo mộng không một gì hết nhưng mà đùng cái trước ngày cứ ba ngày là về thì cái người thầy pháp khi nghe câu chuyện này mới nói rằng là vậy thì chắc có lẽ người thân của cổ đó đã thắp được cái cặp đèn cày và đưa cổ lên bàn thờ để thờ có nghĩa là thời gian trôi qua bao nhiêu năm để có lẽ ba mẹ à, ba thì mất thì mẹ cô này bị khùng à, bị bị khờ khờ bị khùng thì không có biết cách cúng cho con thì có lẽ vào các thời khắc đó là người nhà, người thân sau đó ở dưới cái vùng đó Người ta mới lấy di ảnh hoặc là tên năm sinh năm mức Người ta mới để lên cái bàn thờ gia tiên của gia tộc của người ta Đối tự gia tộc của nó nó lớn quá thì giống như dòng họ người ta phải có cái nhà thờ tổ dưới quê thì nay giống như là dỗ quẩy ngồi họp thì người ta mới đem cái cái cái, cái tên cái di ảnh đó, để lên cho, để cho dòng họ mình biết là có người cháu mất vậy đó. thì chắc là cắm cái cặp đèn cày đầu tiên lên thì người ta về thì người thầy pháp nó nếu mà về vậy thì cô này cổ vẫn giữ nguyên cái khoảnh khắc khi cổ chết bà cổ không có biết được rằng là thời gian đã trôi qua rất là lâu và cổ mới đi theo cái nhân duyên của cổ mà có tìm về đến nhà của con thì cổ thấy con sắp lên duyên với người khác thì cổ hận thôi thì dẫu cho người ta chết rồi con phải giải thích thì giờ con theo thầy đi về lại cái dây dùng ngày xưa để đối diện với câu chuyện đó đàng hoàng xin gia đình của người ta ra mộ để cắm cái cây nhang để mà mình chào hỏi cái người đã từng thương mình rồi về gia đình đó, bắt đầu làm cái lễ cúng để cho cổ nghe được à, những cái người xung quanh những cái vong hồn xung quanh đó làm chứng là cô này đã chết lâu rồi hay là cổ chết cổ không biết đó tại chưa có ai thờ phụng đúng thì cổ không biết mà khi mà được thờ phụng rồi cổ mới về cổ về thì cô mới thấy ủa cái nhân duyên mình sao tự nhiên đi lấy chồng à, đi, đi lấy vợ à, thì là như vậy thì anh này lập tức đi chung về phải đối diện thôi thì về mới ra mộ cấm thì đúng là cách đó khoảng mấy ngày là gia đình của bên cô này là có ra rạp tảo mộ ra dọn lại mộ rồi sau đó là ghi tên tuổi mới để lên cái bàn thờ gia tiên chính thì đúng là cô này chủ về À, thì vô tâm sự gia đình thì gia đình cũng hiểu, ta ai cũng biết, dùng nó ai cũng biết câu chuyện nó hết. Đó, thì cấm cây nhang cho ba của cái cô đó luôn ông mà gây chuyện mà mà tự sát đó thì cũng nói thôi mọi chuyện qua rồi thì tha thứ cho nhau hết để đi đầu thai thì thầy pháp mới gọi lên, mới gọi để cô này cô chứng kiến những cái người thân lớn tuổi trong nhà và những dòng hồn đã đã gọi mất lâu ở vùng đó mà người ta chưa siêu thoát, người ta chứng kiến đó người ta kể cho cô nghe để cổ đừng hiểu lầm cái mối nhân duyên thì khi mà xong xuôi hết trái cây trên bàn nó nó thúi hết cái nỗi buồn của một vong hồn nó làm trái cây thúi hết đồ ăn thúi hết thì thầy mới nói là thôi bây giờ đó là con đi đầu thai đi thì thầy cắt cái duyên ở đây à, người với ma vốn dĩ không đến được thầy cắt cái duyên ở đây để cho cái anh này anh đi lấy vợ nếu như kiếp sau có nhân duyên thì tụi con đến Chứ đây cũng là một cái nghiệp mà không ai muốn Mà bây giờ mà con làm vậy thì tội ảnh cũng đã chờ đợi con mười mấy năm Có nghĩa là cái tình cảm đó là không nguôi ngoai mười mấy năm Thì người ta mới tiến với một người khác Thì khi làm xong cái lễ như vậy đó Thì cô này cũng mới đi đầu thai Anh này mới lấy vợ Thì đến bây giờ vợ chồng anh á Tin trên đời này có tâm linh mà vợ anh lúc đó còn thương anh nhiều hơn nữa, tại vì biết trong quá khứ chồng mình đã trải qua một cái cuộc tình quá đau đớn, anh mạnh mẽ đến mức mạnh lập nghiệp, anh xây dựng cơ đồ, anh không nói với ai, à, thì vợ thương nhiều hơn nữa. thì em thấy, các bạn thấy, đó cái em gái bị chia tay thấy, có nhiều người, người ta phải đối diện nỗi đau rất là lớn. còn đây là một cái câu chuyện tình yêu nó bị gọi là đứt đoạn rất bình thường à, trong cuộc đời em đâu phải chỉ có một người đàn ông và trong cuộc đời của chúng ta đâu phải chỉ có một mối lương duyên đến đi là chuyện bình thường mình phải đối diện với cái nỗi đau đó đối diện với cái chuyện đó để mình vượt qua tân cũng vậy ngày xưa tân có yêu chứ cái mối tình đầu là mối tình đau đớn nhất à khi chia tay là tân quằn quại tân khó chịu tân không thể chịu nổi nhưng mà khi giờ mình nhìn lại mình thấy rằng là lúc đó mình con nít còn cái mối tình thứ ba à, là cái mối tình cái người đó là người tốt với mình nhất nhưng mà khi cái người đó với mình chia tay không phải là vì có người thứ ba hay là vì cái gì mà vì hoàn cảnh thì lúc đó là lúc mà mình đã lớn rồi thì nó có tân rất mạnh mẽ mình nuốt cái nỗi đau vô mình lập nghiệp và mình có được sự nghiệp mình thương mình nhớ mình đau bao nhiêu thì mình biến cái nỗi đau thành hành động giống như cậu tư của anh nó nói biến cái nỗi đau thành hành động mình đau cỡ nào thì cơ ngơi của mình phải tương đương với cái nỗi đau đó thì từ đó mình lập nghiệp mình sống nó trưởng thành hơn mình biết nhìn trước nhìn sâu hơn mình không có bồng bột không cho nên là anh kể câu chuyện này cho em gái thay cho cái việc em mua đồ của anh tại vì mua đồ phúc khí mua đồ cúng kiến không được để cái mục đích cá nhân vào trong đó và không để nỗi đau vào trong đó và đặc biệt là không thể nghịch ý trời cho nên là sau này nếu có dịp mà em bình tĩnh hơn em thưởng trà thưởng cà phê hay lâu lâu thanh tịnh mua nhang ủng hộ anh chứ còn bây giờ mà mua cỡ đó xe tải luôn đó mà mình đi đốt cầu chư thần nó là mình mua phải đốt nhang mà về mua đốt nhà rồi cái đó là muốn đốt nhà luôn rồi chứ còn đốt nhang nữa mà nếu bán thì anh cũng có hàng để bán ha <laughs> thôi thì mong em mau vượt qua cái nỗi buồn đó đi ai cũng vậy thôi ai cũng phải trải qua nhiều mối tình chỉ có thời gian mới lấp đầy tất cả thì em cũng như các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào thì cho tân biết trong phần bình luận nếu thích nhớ like share và subscribe để kênh youtube của tân đến với nhiều người hơn bây giờ bye bay gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau